Messi đã là số 1, nhưng cần phải nhìn nhận công bằng cho Ronaldo. Có lẽ tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2022 vang lên cũng là dấu hiệu kết thúc thời kỳ cạnh tranh Messi-Ronaldo, cũng như cuộc tranh cãi nảy lửa không có hồi kết của người hâm mộ hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới về việc ai mới là số 1. Và giờ câu trả lời đó là Messi. Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn Messi vô địch, bất kể ai là fan bóng đá chắc hẳn đều rất vui. Nhưng cũng sẽ có người chợt nhớ đến một điều gì đó, một ai đó, đó chính là Cristiano Ronaldo, người cũng xứng đáng có một chiếc cúp vô địch World Cup, đúng chứ? Hay chỉ ít là sự nhìn nhận công bằng hơn cho CR7. Thực tế, với không ít cổ động viên, Ronaldo làm gì họ cũng thấy ghét, vẫn luôn tìm cách để hạ thấp anh xuống. Ronaldo ghi bàn bằng penalty, người ta gọi anh là Fernando. Khi anh tịt ngòi, họ bảo anh là bảy tạ, là đồng đội gánh còng lưng. Trong khi đó, nếu Messi rơi vào hoàn cảnh tương tự thì sao? M10 sẽ không bao giờ bị đối xử như thế. Và cũng công bằng mà nói, Ronaldo chưa bao giờ thật sự được chơi cho một đội tuyển mạnh như Messi. Ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi đã có được chiếc cúp vàng danh giá duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập lẫy lừng của mình. M10 một lần nữa chiến thắng trước CR7. Còn Ronaldo, anh là một cầu thủ tuyệt vời, một tượng đài vĩ đại của bóng đá thế giới. Đáng tiếc rằng anh không phải là người được chọn và những chương cuối sự nghiệp của anh lại có thể đáng buồn đến như vậy. Nhưng với một kẻ tự thân đi lên như Ronaldo, chắc chắn đây chưa phải là kết thúc. Ronaldo vẫn ở đó, anh vẫn chưa nói lời tự giã như một gã điên với khát khao chinh phục lại giấc mơ thêm một lần nữa.